Xin chào tất cả các bác. Kiên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn. Một đơn là đơn Touring Gian giá 8,9 triệu, và một đơn là đơn địa hình Bezo Carbon giá 10,8 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình Bezo 10,8 triệu và Gian Touring 8,9 triệu. Chưa em gửi đường hàng.